Nguyễn Liễu hôm như đã hứa thì hôm nay Nguyễn Liễu sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng bài lên kênh Reel của Facebook, và mời mọi người cùng bắt đầu nhé. Facebook, vào Facebook của mình nha, mở Facebook của mình lên, xong vào biểu tượng ở phía trên màn hình, ngay biểu tượng này nha. Rồi, mình chỉ lại mọi người nha. Chúng ta vào biểu tượng cái hình của chúng ta trên đây, thì ở phía dưới của chúng ta sẽ xuất hiện cái kênh Reel. Đây, kênh Reel đây nhé. Rồi, chúng ta bấm vào kênh tiếp theo. Chúng ta có thể sử dụng lại cái video của người khác, thì chúng ta vào cái qua chỗ này nha. Không thích thì cơm ai người ăn, nhà ai người đấy ở thế thôi. Cứ sống như vậy cho thanh thản nhẹ lòng. Bây giờ tôi chỉ sợ không. Rồi, nếu như chúng ta không thích lấy lại cái video của người khác thì chúng ta sẽ vào nút tạo. Nút tạo ở đây nhé. Rồi, chúng ta nhấn vào nút tạo. Thì trên cái điện thoại của chúng ta sẽ hiện ra là cái thứ nhất là quay trực tiếp, thì chúng ta sử dụng là camera của cái Facebook đây. Rồi, cái thứ hai, nếu như chúng ta muốn lấy một cái video có sẵn thì chúng ta vào ở phía dưới nha. Để lấy video có sẵn, chúng ta vào đây. Vào đây. Rồi, như vậy bây giờ Nữ sẽ đưa cho chúng ta một cái video có sẵn. Liệu ví dụ như Nữ chọn một video trên máy. Rồi, Nữ đã chọn được video trên máy rồi, thì Nữ bắt đầu Liệu có thể là vào chọn hiệu ứng vào đây. Hiệu ứng vào đây nhé. Đây, hiệu ứng ở đây. Bấm vào nút hiệu ứng thì bên dưới sẽ hiện ra một dải hiệu ứng. Rồi, dải hiệu ứng. Cái đầu tiên là không có hiệu ứng, và cái kế tiếp là một dải hiệu ứng đây. Rồi, và chúng ta thích hiệu ứng nào thì chúng ta chọn vào hiệu ứng đó. Ví dụ như hiệu ứng 1 và hiệu ứng 2, rồi hiệu ứng 3. Đây là hiệu ứng 2 và hiệu ứng 3, hiệu ứng 4. Chúng ta thích hiệu ứng nào thì chúng ta sẽ lướt sang hiệu, dùng tay bên mình lướt sang hiệu ứng đó. Và giả sử như lựa chọn hiệu ứng này, thì trên màn hình của Lễ sẽ xuất hiện những cái hình ngôi hoa sao. Rồi, sau khi mà chúng ta chọn hiệu ứng xong thì chúng ta sẽ bấm vào nút tiếp theo. Đây, nút tiếp theo. Ở đây. Rồi, chúng ta nhấn vào nút tiếp theo. Thì video của chúng ta đã hoàn thành, và chúng ta chỉ việc là đặt tên cho nó mà thôi. Đặt tên thì đặt tên vào đây. Đây, thì bây giờ Liễu đặt là bộ thiết bị chống rò rỉ điện, phải gắn hashtag vào đây. Hashtag vào đây ví dụ là BDK. Của công ty phải ăn hát tát là Hoàng Đông Anh vào đây. Rồi, sau đó mình bấm vào
ở đây chúng ta sẽ thấy là ở có chế độ là công khai hay là mình tôi gì đó. Ví dụ như mình chọn công khai thì mình vào đây bấm chọn vào nút công khai. Nếu mình công khai thì mình chọn vào đây, nhấn nút công khai. Và nếu như mà mình thích chỉ có bạn bè mình xem thì bấm vào nút này. Và nếu mà mình muốn một mình xem hoặc là một vài người bạn mà mình cho phép thì mình bấm vào đây. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta quay ngược trở ra, còn ở nút này. Quay ngược trở ra. Và sau đó chúng ta vào nút chia sẻ ngay. Rồi, chúng ta bấm vào chia sẻ ngay. Thì khi đó cái bài của chúng ta nó sẽ hiện ra ở đây là khi nào nó chạy xong thì cái động phim của ta hoàn thành. Và mình chờ thôi. Như vậy nó đã hoàn thành rồi. Vậy thì mình vào đâu để mình xem là mình đã hoàn thành hay chưa? Mình vào đây để xem là cái clip của chúng ta hoàn thành chưa ha. Chúng ta quay ngược trở về đây. Rồi, chúng ta trở ra cái màn hình chính của Facebook của mình. Ra màn hình chính của Facebook nha. Rồi. Như vậy khi đó cái kênh reel của chúng ta hiện ra ở đây và chúng ta bấm vào đây để xem là bài của chúng ta đã có chưa. Chúng ta vừa làm ở đây bài làm của chúng ta, bài làm của chúng ta vừa xuất hiện ở đây. Rồi, như vậy thì cái bài của chúng ta đã hoàn thành. Rồi, Biểu đã vừa hướng dẫn xong mọi người cách là đăng một video lên kênh Reel của Facebook. Chúc mọi người thành công nhé. Nếu mà mọi người thấy thích cái bài của Liễu thì hãy comment.